여러분 안녕하세요. Xin chào các em. Cô là Lưu Vân. Như các em đã biết, cái kỳ thi EP Topic đang đến rất là gần, nên là rất nhiều bạn đang quan tâm đến vấn đề ôn luyện như thế nào. Để hôm nay thì cô giới thiệu các bộ đề độc quyền của bên cô. Trước tiên, cô xin giới thiệu với các em là quyển ngân hàng đề thi. Ngân hàng đề thi này gồm là 40 đề nghe, 40 đề đọc. Trong cái cuốn ngân hàng đề thi này, các bạn sẽ ôn lại được tất cả các cấu trúc ngữ pháp mình thường gặp khi đi thi EBS Topic, cộng với học lại tất cả các từ vựng để chúng ta đủ cái từ vựng, lượng từ vựng để chúng ta đi thi đạt kết quả cao nhất. Và đến quyển thứ hai này là cuốn 53 đề tuyển chọn của bên cô. 53 đề này nó là tâm huyết của cô và đã tuyển chọn, cô đã hệ thống từ giáo trình 50 bài, giáo trình 60 bài cộng với cả các cấu trúc ngữ pháp, cô làm thành là cuốn 53 đề này đó. Và tiếp theo nữa là đến cuốn đề thi độc quyền, hai cuốn đề thi độc quyền của bên cô. Hai cuốn này là chỉ dành riêng cho các bạn đến trực tiếp trung tâm cô ôn luyện và cô không chia sẻ được ra ngoài. Đấy, nên là các bạn nào mà muốn đến ôn trực tiếp tại trung tâm cô ấy, thì các bạn sẽ được luyện với hai quyển đề thi này rất là sát với đề thi. Cấu trúc ngữ pháp này, từ vựng này, các câu là đều sát với đề thi. Còn hai cuốn ngân hàng đề thi và 53 đề thi này ấy, thì là nếu cô cũng muốn chia sẻ cho các bạn, nếu như bạn nào mà không đến trực tiếp ôn được thì các bạn sẽ liên lạc với cô sẽ chia sẻ và gọi điện cho cô để nhắn tin qua fanpage, Zalo hoặc Facebook thì cô sẽ gửi về cho các bạn. Trong hai cuốn này đều có đáp án, hay nghe và đáp án cô sẽ gửi về tận nhà cho các em. Và cô cũng rất là mong trong kỳ thi tới này các bạn được ôn luyện để mở bộ đề thi của trung tâm tiếng Hàn Cô Lưu Vân của cô là đạt kết quả cao nhất. Cô chúc các em thành công. Xin chào các em.